thì đại kình địch Dortmund đang có dấu hiệu chững lại. Bayern đang có cơ hội lớn để đuổi kịp đối thủ trên bảng xếp hạng. Hôm sáng đã chứng minh rằng trận thua trước Bayer Leverkusen chỉ là tai nạn. Họ vừa trải qua trận hòa không bàn thắng trước Liverpool tại Champions League hồi giữa tuần. Qua đó giúp cho hồng sáng xứ Bavaria có được lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà Irish Arena. Bên kia chiến tuyến, đội bóng thủ đô nước Đức chỉ thắng một trong 4 trận gần nhất tại Bundesliga. Vòng đấu vừa qua, họ đã cho Werder Bremen cầm hòa và bị Hoffenheim qua mặt giành bảng xếp hạng. Trong 4 trận gần nhất hai đội gặp nhau tại Bundesliga, Hertha gây sốc khi không thua trận nào, thắng 1 và hòa 3. Tuy nhiên, trong trận đấu tại Cúp Quốc gia Đức cách đây 2 tuần, Bayern đã đánh bại Hertha Berlin sau 120 phút mệt mỏi tại thủ đô. Sân nhà Allianz Arena và phong độ hiện tại chính là cơ sở để giật cái về chính bet đưa ra tỷ lệ là Bayern chấp 2 trái. Chúng tôi tin vào chiến thắng dành cho Bayern, nhưng Bayern sẽ không thể có được chiến thắng đậm đà khi đối đầu với Hertha Berlin. Thank you.